Mới đây, người dân trên địa bàn xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện một người đàn ông tử vong dưới bụi chuối cạnh nhà. Người đàn ông bị cháy đen, xung quanh nồng nặc mùi xăng. Tối ngày 2 tháng 7, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Duy Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư cho hay, khoảng 19 giờ cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một người đàn ông tử vong tại bụi chuối ngay trong vườn nhà. Khi phát hiện người đàn ông bị cháy đen, xung quanh nồng nặc mùi xăng, nạn nhân được xác định là anh LVT, 45 tuổi, trú tại thôn Liên Miệu, xã Kỳ Thư. Ngay lập tức, chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng chức năng tìm hiểu, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ông Nguyễn Duy Thành cho biết, nhận được tin, lãnh đạo địa phương khẩn trương báo cáo sự việc tới cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh. Hiện lực lượng công an tỉnh đang tiến hành khám nghiệm để điều tra nguyên nhân tử vong. Khi có thông tin chính xác, chúng tôi sẽ hồi âm. Được biết, ông LVT có 3 người con, trong đó có 2 người con đang đi làm ăn xa. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Những thông tin tiếp theo liên quan đến vụ việc chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các video tiếp theo.